Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hải Gà Gaming. Đây sẽ là clip mà mình hướng dẫn cho anh em cách chơi cơ bản ở server Evo City cũng như là những cái hướng dẫn cơ bản nhất để anh em có thể dễ dàng trải nghiệm cái tựa game GTA 5 ở server Evo City này nhá. Ok, đầu tiên nói về giao diện cơ bản thì ở phía trên sẽ là tất cả những thông tin, vì đây là một server chiếm đóng ấy, nên là những cái thông tin nó thường sẽ được show ra hết thay vì là ẩn hết đi. Thì ở trên anh em có thể biết được là cái job của mình đang là job cảnh sát này, mình đang làm cái nghề gì đó chẳng hạn, hoặc là số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình bao nhiêu. Phía trên là sẽ hiện, trên cùng sẽ hiện là số lượng CA, nghĩa là công an, số lượng công an online này, số lượng med, bác sĩ online, số lượng cứu hộ online. Tiếp theo là đến địa chỉ, đến ID của anh em. ID của mình hiện tại đang là 235, số lượng người online là 62/300 người. Và cuối cùng là giờ, bên cạnh đó là cái logo của thành phố. Ok, đó là cái giao diện cơ bản. Ở phía dưới thì cũng vẫn có cái map cũng như là cái thông tin về máu mấy cái thứ thôi. Anh em có thể ấn nút gạch lên để xem những hướng dẫn cơ bản và những cái phim tắt cơ bản. Cái này thì có lẽ là sẽ không cần phải nói nữa, và anh em đã chơi quá nhiều tựa game ở cái tựa game GTA 5 này rồi. Ok, tiếp theo đó là về những cái thao tác cơ bản. Thì khi mà không có med, có nghĩa là không có bác sĩ online, không may anh em bị thương thì sao khi mà không có med online ấy, thì nhiều anh em cứ ấn G hoặc là nhiều anh em cứ đứng đợi để đợi bác sĩ đến, nhưng mà anh em thì cần sạc cấp ấn G thì để có thể hồi sinh ngay lập tức, hoặc là có sạc cấp cứu anh em nhé, sạc cấp cứu này. Khi không có bác sĩ online anh em vừa sạc cấp cứu thì nó sẽ tự động hồi sinh lên cho anh em, và nó hồi máu cho anh em bằng hồi 1/2 máu cho anh em ở ngay cái địa điểm anh em vừa bị ngã xuống, vừa bị thương. Còn về phương tiện thì cũng như vậy, khi mà anh em không có cứu hộ online, có nghĩa là sẽ không có người online ở trong cái giúp cứu hộ ấy, thì anh em vẫn có thể sửa xe bằng cách là sạc sửa xe. Đấy, sẽ sửa xe là nó sẽ giúp anh em sửa xe dễ dàng. Ok, còn ở đây thì ở gara trung tâm thì nó sẽ có một số cái thao tác cơ bản để anh em có thể lấy xe. Thì ở đây trong này khi mà anh em bị mất xe, anh em có thể chuộc xe ngay lập tức ở đây, ở ngay chỗ gara của xe luôn, chứ không cần phải ra bãi chuộc xe đâu. Ở đây mình sẽ có ba mục này, cái mục này mình yêu thích này, mục này là cái xe mình có thể chuộc. Đây mình sẽ có một cái xe mới và một cái xe new buy. Đây ví dụ xe mình có sẽ cái xe mới, đây mình sẽ chuộc cái xe mới này nhé. Sau khi mình chuộc xe mới này xong ấy, thì sẽ thấy là cái đồng đấy đã có một người chặn cái chuộc bao xe mình chưa đồng ý này. Đây anh em đợi một chút, đang có một cái người đứng ở chỗ cái xe nó sờ bao lái chuột. Ok, sau khi mình chuột xe sau một phần này thì cái xe của bạn sẽ phần này sẽ đi bay này. Đấy, và công việc của em là phần ý này, lấy xe ra. Đấy, ra. Ông đang đứng ở khu vực đây này. Có một ông có một cái xe cảnh sát. Anh nhầm luôn. Tôi. À mà nó. Đấy, đó là cái em các bạn đi có một xe sản xuất là một điều cũng cho đời em nhé. Con này con VinFast lắc cái đàn. Ok, tiếp theo là cái cách cái điều mà anh em quan tâm nhất có lẽ là cách kiếm tiền nhanh nhất ở trong thành phố này. Thì để kiếm tiền nhanh nhất thì anh em sẽ từ 11 giờ đêm đến 11 giờ trưa thì anh em sẽ có một cái chỗ ở bên này, ngay cạnh gara trung tâm này thôi. Đấy, anh em chạy sang khu vực bên này để treo máy. Treo máy này được cái gì? Treo máy này sẽ được phế liệu anh em nhé. Đây, anh em bấm vào đây này, ấn E này để AFK ấy. Đấy. Nếu chết này bạn sẽ được tự động hồi sinh từ 23 giờ đến 11 giờ sáng. Có thể kiếm được 20 phế liệu trong 1 giờ. Nếu bạn bán nếu bạn đi ra và trở lại thì sẽ được tính phí, mỗi lần vào thì chỉ có 5.000. Thì cái 5.000 này thì quá nhỏ so với một cái server này, so với cái server chiếm đóng này. Và 20 phế liệu thì một phế liệu hiện tại đang có giá là khoảng 1.500 đồng in game. Đấy, anh em cứ tính ra xem, một đêm được 200 phế liệu thì anh em cũng đã có mấy trăm nghìn rồi. Nếu mà anh em bán luôn ra, đấy, thì đã có mấy trăm nghìn rồi. Đó là cái cách kiếm tiền đầu tiên. Còn cách thứ hai chắc chắn rồi, anh em sẽ đi farm nghề thôi. Farm nghề thì khá đơn giản thôi, anh em sẽ đến cái địa điểm này, xin việc ở đây này, đấy. Một là ở đây nhá, hai là nếu mà anh em ở trên này thì anh em ấn xin việc ở đây để xin việc, sau đó là đi farm nghề. Hiện tại thì để mà farm nghề nó tối ưu nhất và cái nghề nhiều tiền nhất cũng như là tối ưu cái quãng đường di chuyển nhất cho anh em ấy, là nghề gỗ anh em nhá. Đây, nghề gỗ ở đây nó sẽ có ba cái
cái công đoạn gần nhau là cắt chặt gỗ rồi xẻ gỗ rồi ép gỗ các kiểu ấy, thì nó ba công đoạn gần nhau. Đấy thì anh em cũng trong cái lúc làm farm nghề thì anh em cũng sẽ có thể ra được phế liệu kim loại nữa, thì anh em lại bán thêm được cái phần phế liệu kim loại đó nữa. Đấy. Sau khi mà làm nghề xong thì anh em sẽ bán tất cả những vật phẩm của nghề, tất cả các nghề nhá. Ở đây, ở chỗ chợ trời khu vực này 595 anh em nhìn nhá. Đây 595 để bán ở đây. Đấy. Thì giá cả thị trường thì tùy lên tùy xuống thôi, nhưng mà với tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, thì nó thay đổi vài trăm đồng hay là vài đồng, vài chục đồng hay là 10 15 đồng nó không phải ảnh hưởng nhiều. Quan trọng nhất là anh em có xe cốp càng to thì anh em sẽ càng chở được nhiều, sẽ càng khai thác được nhiều hơn, và mỗi lần anh em di chuyển về thì anh em bán được nhiều tiền hơn. Đấy. Bình thường thì vào anh em sẽ có ngay một con xe New Bike, con xe bán tải New Bike với cốp 40 rồi, cộng với cốp ở trên người anh em là khoảng tầm 80 nữa, thì nó cũng không phải là quá quá ít đâu anh em ạ. Với những xe vừa chiếm đóng thì cái việc xuất phát điểm ban đầu nó khá dễ dàng hơn. Việc thứ ba, cách thứ ba để anh em kiếm tiền nữa là vào ban ngày, chắc chắn rồi. Nếu anh em vào bác sĩ thì anh em sẽ nhận được lương bác sĩ, cảnh sát thì anh em sẽ nhận được lương hàng tuần của bên chính phủ, hay gọi là cụ thể là admin anh em. Đấy thì có sẽ có lương tầm từ 1 triệu thì phải, 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một ngày, 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một tuần in game, tiền in game nhá. Thì đấy cũng là một khoản tiền mà nếu anh em không tham gia ban ngành thì anh em sẽ không có được cái khoản đó, và anh em phải cày thôi. Tất nhiên là tham gia ban ngành thì anh em sẽ mất nhiều thời gian hơn, và sẽ phải trực này trực kia, rồi sẽ phải làm cái này làm kia, làm mình làm mấy đấy, chứ không thể là tự do như ở bên cạnh ban đảng được. Và anh em cũng sẽ được cấp súng giáp miễn phí các thứ đó, đó là những ưu đãi của bên ban ngành. Còn bên bệnh viện thì sao? Bên bệnh viện thì cũng tương tự như bên cảnh sát thôi, hình như lương nó thấp hơn một chút, nhưng mà anh em đi cứu người thì sẽ được tiền đấy. Thì đó là ba cái cách cơ bản nhất để anh em có thể kiếm tiền. Ngoài ra thì hàng tuần thì ở bên Apple City cũng sẽ có những sự kiện đô tốt bằng Việt Nam đồng để anh em kiếm được tiền bằng Việt Nam đồng cũng khá nhiều. Nếu mà anh em chăm chỉ online một tuần có thể kiếm được cả triệu luôn anh em nhé, 1 triệu luôn đấy. Đô tốt treo máy này, đô tốt farm nghề này, chưa kể là những đô tốt khác nữa. Còn có việc là anh em bán tiền lên game, bán tiền lên game thì anh em cũng sẽ bán được tiền lên game trị giá khoảng tầm 100.000 Việt Nam đồng thì được 1,1 triệu trong đây. Để anh em cứ tính khoảng khoảng đó, cái thị trường này nó sẽ dao động lên xuống chứ nó cũng không cụ thể được. Đấy, đó là ba cái cách để anh em kiếm tiền cơ bản nhất, cái tiền in game ở trong server này. Khi mà anh em đã có một lượng tiền rồi, anh em có thể mua siêu xe, hoặc anh em mua một cái con xe cốp to hơn chỉ giá 800.000, sẽ có một con cốp cốp 100 anh em nhá. Đấy, sẽ có được một con xe cốp 100 thì anh em đi farm nghề thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Đấy. Tiếp theo là về phần chế tạo vũ khí, thì là một server chiến đấu mà chắc chắn sắp tới sẽ có bạn giao tranh rất nhiều. Hiện tại thì mới chỉ có cướp tạp hóa và cướp ngân hàng thôi. Còn về phần chế tạo vũ khí vật phẩm thì khi mà anh em ở ngay chỗ gara trung tâm ấy, thì chạy lại đây sẽ có một cái phần, đây là cái phần chế tạo này. Đấy. Đấy. Và đây ấn vào ông NPC này, ấn chế tạo. Đấy, trong đây sẽ có rất nhiều loại súng khác nhau, như là những cái khẩu súng, vật phẩm chế súng. Thì để chế được khẩu súng thì anh em sẽ thường có cái gì? Sẽ có phải cần có bản vẽ này, có lò xo, có thân súng, có gỗ quý và có phế liệu kim loại. Phế liệu kim loại sẽ để dùng để chế cho bản vẽ. Đấy, thì ở đây sẽ có khoảng tầm tốn, có những loại súng lên tới 1.200 phế liệu kim loại, thì anh em cũng phải treo khá khá đấy. Một ngày anh em treo full là được 200 phế liệu kim loại, thì 10 ngày anh em nhé. Đấy, 10 ngày được 2.000 để chế dư chế giả ra các kiểu nữa. Rồi tại vì còn phải chế tạo thêm một số bộ phận nữa thì mới có thể ghép lại cái súng được. Đấy. Đó là những cái cơ bản nhất về việc chế tạo vũ khí và vật phẩm hoa nào đó, như là máy kit luôn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lấy con xe này, nó ra rồi, bây giờ tôi sẽ lấy con xe này ra cho anh em xem nhé. Đây, chuộc con xe này, chuộc xe mới này. Xe chạy nhập cái này, xe chạy anh em ơi. Ở đây rồi. Đấy, tôi sẽ lấy con xe này ra nhé. Con xe này thì tôi được bác sĩ cứu hộ thôi. Đấy, ví dụ như không cứu hộ nó online thì anh em chỉ cần sẹp lên này sửa xe. Đấy, thì hệ thống nó sẽ tự động sửa xe cho anh em luôn. Phế liệu kim loại thì anh em có thể bán ở trên kênh chat này, hoặc bán ở trên Discord, tạo room để bán ở trên Discord. Cái phế liệu kim loại lúc nào cũng sẽ cần, vì cái lượng người chơi càng ngày càng đông. Và cái việc chế súng thì càng ngày càng cần thiết hơn, khi mà số lượng người đông đúng không, 100 người thì sẽ cần 100 khẩu súng, và bây giờ lên đến 150 người rồi thì sẽ còn 50 người nữa muốn có súng. Đấy, chưa kể là súng thì bây giờ một người cơ bản để mà treo thì phải 10 ngày thì mức phải 5 đến 6 ngày đúng không, thì anh em cứ tính lên cái những cái liệu kim loại không bao giờ nó mất giá. Tất nhiên là bây giờ thì nó đã mất đi một ít giá rồi, nghĩa là giá nó đã tụt bớt đi rồi, vì là số lượng người đông thì cái lượng kim loại farm ra cũng nhiều hơn mà.
đấy, nhưng mà nó cũng không mất giá nhiều đâu. Lúc đầu mình vào là giá là khoảng 2.000, bây giờ thì giá khoảng tầm 1.500, và nó cũng dao động mức đó thôi chứ nó không giảm được. Đấy, đây là bệnh viện thì mình đã nói về cơ chế rồi, đó là tất cả những cái gì cơ bản nhất ở server của Rainbow City này. Anh em cứ vào chơi và trải nghiệm nha. Còn hệ thống băng đảng cái thứ thì chiếm đóng thì tất cả nó cũng sẽ ok như những server khác thôi. Chia sẻ cho cái anh em và hai người chưa biết hoặc là chưa thành thạo trong thành phố này thôi. Ok, đây là cái giao diện map và anh em có thể làm nghề gỗ ở đây này. Nghề tất nhiên khi mà anh em muốn chế tạo được, anh em sẽ cần phải làm nhiều nghề. Vì khi mà để chế tạo khí ấy, thì anh em sẽ cần phải có những cái vật phẩm, những nguyên liệu của nhiều người khác nhau. Thế nên anh em sẽ phải làm hết tất cả nghề, những cái nghề để farm được tiền nhiều nhất thì hiện tại thì là nghề gỗ anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip hàng ngày của mình nhé. Anh em xem những like, subscribe, đăng ký kênh và để lại cái bình luận góp ý ở phía dưới video này nha. Cảm ơn tất cả anh em.